Xin chào mọi người. Mọi người ơi, trên tay em đang cầm một loại cây phát lộc. Tên phát lộc. Thì em xin giới thiệu với mọi người cái cây phát lộc này về ý nghĩa này và một số mẹo để chăm sóc cây phát lộc đơn giản nha mọi người. Thì cây phát lộc này thì mình để ở phòng khách này hay là để phòng phòng ăn hay là mình để phòng làm việc cũng được này. Và cái phát lộc này thì còn hay gọi là phát lộc để bàn, để làm một loại cây cảnh đẹp này, và nó có thể uốn thành rất là nhiều hình thù khác nhau đó. Còn cây này là mình để ở bàn mini thôi nhá mọi người ơi, và nó có thể tạo ra cái sự mới lạ và đẹp mắt luôn. Và cái cây này thì mang nhiều ý nghĩa tài lộc này, tiền tài may mắn cho gia chủ, và thường được đặt tên đặt ở trên bàn làm việc hay là phòng ăn đó. Đó, cây phát lộc này là một loại cây mà mang nhiều ý nghĩa may mắn cho gia đình của mình đấy, mang lại cái tiền tài và sự sung túc cho gia đình nữa đó, và cho bản thân của mỗi người, cho bản thân của người gia chủ đã trồng cây này đó, đã sở hữu cây này, đúng như là cái tên của nó luôn là cây phát lộc. Nó đồng thời thì cây này còn dùng để trang trí thêm cho cái không gian nhà của chúng ta luôn đẹp nha mọi người. Và hay là văn phòng này mà những nơi hay chật hẹp thì cũng có thể tìm hiểu và đặt cây này luôn. Đó, với cây này rất là mini đẹp. Đó mọi người ơi, rất là xinh đúng không ạ? Đẹp lắm. Thì cái cây phát lộc này thì nó có rất là nhiều tên gọi. Thứ nhất là về người ta hay gọi là cây phát lộc này, hay là cây trúc rụ này, trúc rụ, và cây phát tài phát lộc, và cây may mắn phát lộc nữa. Nó nhiều tên và nó có thể là một loại cây mà nó mang rất là nhiều ý nghĩa luôn ấy. Đó. Và cái cây này thì nó xuất xứ, nguồn gốc của nó là ở các vùng nhiệt đới nhá mọi người, ở các nước mà có vùng nhiệt đới luôn ấy, ôn đới. Thì cây này sẽ mang lại cho mình nhiều may mắn này, sức khỏe và thịnh vượng, mà đồng thời sẽ giúp cho mình cân bằng được cái sự hòa hợp này, giúp cho vận mệnh của mình tươi sáng, giúp cho gia đình của mình luôn bình an. Từ đó mà có gia chủ có thể sở hữu những cái cây này để như là một lời chúc, chúng lúc nào cũng sẽ thấy khi mà nhìn thấy cái cây này thì lúc nào mình cũng sẽ thấy vui vẻ và rất là hạnh phúc, và cảm giác kiểu là đầu óc của mình nó rất là thư giãn trong trong những cái ngày mà mình làm việc vất vả, làm việc mệt mỏi, thì mình nhìn ngắm cái cây của mình trồng này, nó ra xanh tươi tốt như thế này, cảm giác trong lòng của mình rất là bình yên đúng không, đúng không ạ mọi người? Thế cây phát lộc này không chỉ là để trang trí nhà cửa mang lại may mắn, nó còn rất là nhiều công dụng khác nữa này. Nó có mang lại nhiều ý nghĩa to lớn, còn đem lại cái cảnh quan đẹp này, bầu không khí trong này cho gia đình của mình này, văn phòng, công sở nhá. Về vị trí mà có thể đặt cây này thì có thể đặt ở rất là nhiều nơi khác nhau tùy vào cái sở thích của mỗi người. Và nhưng mà người ta thường hay đặt cái cây này ở tại văn phòng hay là tòa nhà hay là bàn làm việc đó, phòng khách, bàn uống nước đó mọi người ơi. Cây này thường được rất là nhiều người yêu thích, nhất là các bạn văn phòng, ngân hàng hay là các bạn kinh doanh. Nó sẽ mang lại cho mình tiền tài, may mắn và phúc lộc nhá mọi người. Cây này thì nó cao khoảng tầm 20 đến 30 cm nhá mọi người. Đó, cây này thì nó có thể cao có loại cây mà phát tài xoắn đấy mọi người, nó cao tầm 1 mét cơ đó. Đây mọi người ơi, mọi người xem cây này đẹp không ạ? Thì cây này này, thân của nó là thân thẳng như thế này này, và nó có màu xanh cơ, được chia thành từng khúc như kiểu cây trúc, cây tre mọi người đó, từng khúc như thế này đó. Và tán lá của nó thì uốn nắn này. Và phong thủy cây này là người thợ phải chọn ra những cái tán to hay là tán nhỏ đó. Mọi người, lá của nó màu xanh mọng thành mọc ra từ mắt cây và ở thân như thế này. Đấy, mọc ra ở thân như thế này. Cái mắt cây ấy mọi người. Đó, như thế này này.
Nó hình lá của nó là nhìn hình ráo và nhìn rất là lạ mắt đúng không? Cây của nó xanh rất là lâu và ít khi rụng lá lắm mọi người ơi. Đó, nhìn cây là biết là nó xum xuê, nó đẹp như thế nào luôn đấy. Đó. Và rễ của nó là rễ chùm nè, bám sâu vào cái chất dinh dưỡng ở trong đất đó. Cây này có thể sinh trưởng khá là nhanh trong cái điều kiện nào thích hợp các cái chất giàu dinh dưỡng cho cây nhé mọi người. Nó phát triển rất là nhanh, đẹp. Lá nó xum xuê lắm mọi người ơi. Để phù hợp với cả môi trường nước hoặc là môi trường đất luôn. Dù là ở môi trường nào thì cây cũng có thể phát triển rất là tốt. Nhưng cái cây mà mình đang cầm đây là môi trường đất nha mọi người, trồng ở trong chậu đất hay là mình cũng có thể thay thế bằng chậu thủy sinh, chậu nước ấy. Đó, mình có thể lấy một cái bình nước này, bình rửa mấy cái rửa đi, rửa phần đất đi, xong rồi mình trồng ở trong đất, trong nước cũng được. Nó có thể trồng hai cách là đất và nước luôn, rất là phù hợp đúng không ạ? Đó, thì cái pháp luật này để thì được những người trồng cây tạo ra với cái hình thù rất là khác nhau này, tùy vào sở hữu của mỗi người này, và nó có thể lựa chọn là một loại cây phát lộc tầng 1 này, tầng 2 này, đấy hai tầng á, một tầng và hai tầng, ba tầng nữa, rất là đẹp. Đó, cây to cây nhỏ này, cây cao cây thấp, rồi đúng không, cây to cây nhỏ này, cây cao cây thấp, đó cây thấp cây cao. Về chế độ chăm sóc ấy thì mình chú ý đến chế độ nước này. Cây có thể trồng thủy canh bởi vì nó sẽ giúp cho cây thường xuyên tưới nước và để cây phát triển đấy. Và trồng đất thì môi trường đất sẽ là một cái nước và một cái đất mà kiểu là giàu màu mỡ này. Đó, và nó có thể tơi xốp hơn để có thể cây thích nghi nhanh nhất với cả môi trường đất luôn. Đó, nếu mà mình trồng sang cái chậu khác và muốn thay đất ấy. Và một số lưu ý khi mà chăm sóc cây vạn lộc này thì nếu bạn muốn chăm sóc cây này thì cần phải biết về một số loại cơ bản như sau nhé. Thì không cho cây tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, nó sẽ khiến cho lá của cây nó bị héo nhá mọi người ơi. Và cần đảm bảo lượng nước phù hợp nhất để cho cây có thể không cần phải tưới nhiều nước và không cần phải tưới thường xuyên nhá mọi người. Và không nên để cây quá khô hạn. Nghĩa là mình tưới cây thì cũng tưới vừa vừa phải phải thôi mọi người ơi. Và không nên tưới quá là nhiều và mình cũng không nên tưới quá là ít, mình chỉ cần tưới phù hợp để cho cây đủ ẩm đất để nuôi dưỡng cây thật là tốt. Đó, để cho đất nó ẩm ấy mọi người. Đất ẩm thì sẽ nuôi dưỡng được cây tốt hơn. Đó. Mình chỉ cần tưới vừa đủ, vừa cái lượng nước mà cây có thể phát triển và sau đó mình lại tưới tiếp nó. Thế khi nào mà cây đủ ẩm rồi thì mình thôi, mình không cần phải tưới quá sũng nước. Tại vì nếu mà mình tưới nhiều quá thì cây nó sẽ bị ngập rễ mọi người, bị úng rễ. Đó, khi mà cây mà xuất hiện những cái lá vàng ấy mọi người, cái cây của mình thì chưa có xuất hiện lá vàng đúng không? Đây mọi người quan sát coi. Thì chúng ta phải cắt bỏ cái lá vàng, lá héo, lá úa đi. Không thì cây nó sẽ là nó sẽ bị sẽ lây lan ra cái lá khác với mọi người, thì sẽ làm cho cây của mình bị vàng đi và nó xấu đi. Và khi mà bị rụng lá hay là các cánh cánh của nó có hiện tượng là bị mềm này thì hay là bị rụng thì các bạn có thể là cần cây chăm sóc đặc biệt hơn, mình sẽ chú ý đến cây nhiều hơn nhé mọi người. Thì các bạn mà muốn mua cây này ấy, thì các bạn có thể liên hệ tới shop 39 cây đời nhé. Ở ngay 39 Trần Bình, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, đối diện với cả phường Mai Dịch luôn. Đối diện đấy là quán shop showroom cây đời đó mọi người ơi. Thì mọi người có thể đến trực tiếp tại quán hoặc là mọi người có thể nhấc máy lên và gọi điện ngay theo số điện thoại hotline mà mình để trên tường luôn. Và mình sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn về mẫu mẫu cây phát tài này nhé mọi người, phát tài phát lộc này. Đó, hoặc là mọi người có thể
lưu số điện thoại lại, hoặc là mọi người có thể comment xuống dưới bình luận để mình biết và mình có thể chăm sóc khách hàng tốt hơn nhá mọi người. Đó, và mình có nhận ship toàn quốc nhá mọi người. Bên mình có ship toàn quốc, ship số lượng. Đó mọi người, ai mà có nhu cầu thì mọi người liên hệ bên shop nhá mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bên mình sẽ có người tư vấn cho mọi người về các loại cây phù hợp với mọi người nhất. Đó, có thể chụp ảnh tại cửa hàng luôn này. Nhận thực tế luôn mọi người ơi. Đó, đó là cây phát lộc nhá mọi người. Nó rất là phù hợp để mình có thể để ở phòng khách, để phòng làm việc đó mọi người ạ. Thì em nghĩ là mình nên sở hữu một cái cây này để ở trong nhà, rất là đẹp. Nó có thể tô điểm cho cái ngôi nhà của mình luôn, rất là xanh mát. Và khi mà mình làm việc căng thẳng quá mà mình ngắm nhìn được một cái cây xinh như thế này thì cảm giác của mình nó rất là thoải mái đó, rất là yên bình luôn. Thì em xin phép là mình em dừng clip tại đây. Và mọi người có thể liên hệ qua số trong em để em có thể tư vấn cho mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.